Liên quan đến vụ nổ xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút tối qua tại ngôi nhà số 23 ở ngách 64 ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ. Ngày hôm nay, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ nổ rất có thể là do trả thù cá nhân. Ngày hôm nay, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ nổ tại ngõ Thông Phong tối qua nhiều khả năng là do thù tức. Đối tượng đã dùng thuốc nổ làm mìn tự tạo đặt vào bên trong cửa nhà ông Phạm Gia Trường. Còn theo những người dân sinh sống ở gần nhà ông Trường thì vợ chồng ông đều là cán bộ về hưu. Những người trong gia đình ông sống rất hòa thuận với hàng xóm. Ngoài lương hưu thì ông Trường cùng vợ còn bán thêm đồ ăn sáng ở tại ngõ Thông Phong. Thời điểm xảy ra sự việc, ông Nguyễn Quốc Đạt, 59 tuổi, sống cùng ngõ đi qua và đã bị sức ép và sắt từ cửa bắn vào người, hất văng ra bụi tre cách đó khoảng 5m và tử vong tại chỗ. Con gái ông Trường ở tầng 1 và hai nạn nhân khác đi ngang qua cũng bị thương nặng. May mắn là vợ chồng ông Trường ở trên tầng 2 nên không thương tích. Ngày hôm qua thì những người dân sinh sống tại ngõ Thông Phong đã bị một phen hoảng loạn khi mà đang ăn cơm tối thì đã nghe thấy một tiếng nổ chát chúa. Được biết đến thời điểm này thì hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu là anh Nguyễn Anh Lâm và chị Phạm Thu Phương thì đều đã tỉnh táo hơn. Và mặc dù là chỉ bị thương ở cánh tay và lưng, nhưng mà khi mà nhớ lại cái thời điểm xảy ra vụ nổ vào ngày hôm qua thì anh Lâm vẫn còn rất là bàng hoàng và không tin là mình vẫn còn có thể sống sót. Bởi vì thời điểm đó thì anh đang trên đường đi về nhà, sau khi mà đi đến gần ngôi nhà số 2 23 thì nghe phải một tiếng nổ ù tai, rồi cả anh và chiếc xe máy đã bị văng ra rất là xa. Còn chị Phạm Thị Phương thì mặc dù là đã tỉnh táo hơn nhưng mà đã bị sang chấn tâm lý rất nặng và chị cũng chưa thể nhớ được là mình bị thương trong hoàn cảnh nào. Vâng, vụ nổ ngày hôm qua thì cũng khiến tôi bỗng nhớ lại vụ nổ xảy ra ở tại thành phố Bắc Ninh cách đây vài năm rồi. Cũng do là tư thù cá nhân mà hai đối tượng đi xe máy đã mang theo mìn tự chế đi để trả thù, nhưng mà mìn thì bất chợt phát nổ và khiến cho hai đối tượng này tử vong tại chỗ.